Báo Vietnamnet xin kính chào quý vị. Chúng tôi ở đây để đưa tới quý vị và các bạn những tin tức mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Quảng Bình, nhói lòng cảnh lắp giàn giáo, kê cao quan tài, chờ lũ rút an táng. Mưa lớn 2 ngày qua khiến hàng nghìn hộ dân ở thị trấn Kiến Giang và xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình bị ngập sâu. Nước lũ bùa vây, một số nhà có người thân mất, phải lắp giàn giáo kê cao quan tài, chờ lũ rút mới an táng. Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, gây mưa to đến rất to, kéo dài từ 26 đến ngày 28 tháng 10, khiến gần 30.000 ngôi nhà ở Quảng Bình bị ngập. Đặc biệt là hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, tại thị trấn Kiến Giang và xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, hiện còn hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, ông Trần Công Thoán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy cho biết, mưa lớn khiến 2.000 ngôi nhà bị ngập nước, trong đó có hơn 1.000 hộ dân bị ngập sâu. Theo ông Thoán, nước lũ ngập mênh mông, giao thông bị chia cắt, toàn xã phải cắt điện lưới để đảm bảo an toàn. Tại địa phương, có ông Đặng Đại L, sinh năm 1960, do ốm đau lâu ngày, đã mất vào thời điểm mưa lũ lớn. Do nước ngập sâu nên người vợ phải lắp giàn giáo để kê quan tài của chồng lên cao. Phía chính quyền cũng đã hỗ trợ các gia đình ở khu vực nước sâu sơ tán đến vị trí an toàn. Ông Thoán cho biết, tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy có 1.236 hộ dân, nhưng chỉ có khoảng 20 hộ dân chưa bị ngập nước. Trong đó có gần 600 hộ bị ngập sâu trên 1 mét, các hộ còn lại ngập dưới 1 mét. Ông Dương Công Nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy cho biết, hiện lượng mưa đã giảm, nước đang rút, song vẫn còn hàng nghìn hộ dân chìm trong biển nước. Chính quyền đã hỗ trợ các hộ dân yếu thế, nơi ngập quá sâu, đến các nhà văn hóa hoặc ở ghép với các hộ có nhà cao, kiên cố hơn để đảm bảo an toàn. Hôm qua, chúng tôi đã đưa 29 hộ dân với 71 nhân khẩu ở vùng ngập sâu đến vị trí cao hơn, ông Nhân nói. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy, ở địa phương có cụ Dương Thị Hờ, sinh năm 1950, trú xóm 4 Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, mất vì bệnh ung thư nhưng do nước lũ ngập nhà nên chưa thể đưa đi an táng. Để nước không ngập quan tài, hàng xóm đã đến gia đình hỗ trợ lắp giàn giáo, kê quan tài lên cao. 8 giờ sáng hôm qua cụ bà mất, nhưng do nước ngập nhà và đường nên hàng xóm đã hỗ trợ gia đình làm giàn giáo, kê quan tài lên cao. Ở địa phương có phong tục khi có người mất, hàng xóm sẽ đến hỗ trợ. Nếu thời tiết bình thường thì tổ chức mai táng, nhưng trong lũ lụt, tạm thời khâm liệm xong rồi kê giàn giáo đặt tại nhà để phòng tránh nước lũ. Sau khi nước lũ rút, chính quyền và người dân sẽ cùng gia đình tổ chức lễ mai táng, ông Nhân nói. Theo báo cáo nhanh lúc 17 giờ ngày 28 tháng 10 của tỉnh Quảng Bình, lượng mưa đo được tại trạm bơm huyện Lệ Thủy là 784,6mm, mực nước 4,6m, trên báo động 3 là 1,36m. Thị trấn Quán Hào, huyện Quảng Ninh có lượng mưa lớn tới 665,5mm. Đến 17 giờ cùng ngày, mưa lớn khiến 28.341 ngôi nhà bị ngập, trong đó riêng huyện Lệ Thủy có 15.801 ngôi nhà bị ngập, huyện Quảng Ninh có 11.540 nhà bị ngập. Bão Conrad tăng cấp, mở rộng quy mô có thể vào Biển Đông. Tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines Pagasa lúc 5 giờ sáng ngày 29 tháng 10 cho hay, bão Conrad, tên địa phương là Leon, đang tăng cấp nhẹ và tiến gần tới cấp bão cuồng phong. Tâm bão đang cách thành phố Tuguegarao, Cagayan 645 km về phía đông, di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ 10 km/h. Sức gió duy trì mạnh nhất trong bão Conrad ở mức 110 km/h ở gần tâm bão và gió giật lên tới 135 km/h. Dự báo, bão Conrad di chuyển chủ yếu về phía Tây Tây Bắc trong ngày 29 tháng 10 và chuyển hướng Tây Bắc vào ngày 30 tháng 10 cho tới khi đổ bộ vào bờ biển phía đông Đài Loan, Trung Quốc vào chiều hoặc tối 31 tháng 10. Sau khi băng qua đất liền Đài Loan, Trung Quốc, bão Conrad sẽ chuyển hướng về phía Bắc đến Đông Bắc, hướng về biển Hoa Đông và thoát khỏi khu vực dự báo của Philippines PAR vào tối ngày 31 tháng 10 hoặc sáng sớm ngày 1 tháng 11. Pagasa không loại trừ khả năng cơn bão mới nhất gần Philippines đổ bộ hoặc áp sát khu vực Batanes của nước này do nhiều tín hiệu cho thấy bão có thể dịch chuyển thêm về hướng Tây. Dự báo cơn bão gần biển Đông Conrad sẽ tăng cấp nhanh chóng trong suốt quá trình đi qua biển Philippines và có thể đạt đến cấp bão cuồng phong trong vòng 12 giờ tới. Các nhà dự báo bão của Philippines nhận định,
cơn bão mới sau bão Trà My có khả năng ngày càng tăng sẽ đạt đến cấp siêu bão trong thời gian tới gần Batanes. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA nhận định bão Kongrei hay bão số 21 ở Nhật Bản sẽ chuyển thành bão nhiệt đới ngày 2 tháng 11 ở trên biển Hoa Đông sau khi đi qua Đài Loan, Trung Quốc và các khu vực ven biển phía đông Trung Quốc. Cơ quan thời tiết Đài Loan, Trung Quốc CWA dự báo bão Kongrei trở thành bão cuồng phong trong ngày 29 tháng 10 và có thể đổ bộ huyện Đài Đông của hòn đảo này từ đêm 31 tháng 10 đến sáng mùng 1 tháng 11. Bão Kongrei đang mạnh lên và bán kính cơn bão sẽ mở rộng từ 220 km lúc 14 giờ ngày 28 tháng 10 lên 250 km vào sáng ngày 29 tháng 10 khi trở thành cuồng phong. Quy mô của cơn bão dự kiến tiếp tục mở rộng lên 280 km trong 24 giờ tiếp theo. Nhà dự báo bão CWA Hoàng Ân Hung chia sẻ. Dự báo bão mới nhất cho thấy Kongrei có khả năng cao nhất đổ bộ vào Đài Đông ở Đông Nam Đài Loan, Trung Quốc đêm 31 tháng 10 đến sáng mùng 1 tháng 11, với tâm bão sau đó di chuyển qua miền trung hòn đảo và đi ra biển. Nhà dự báo bão Hoàng Ân Hung cho hay, ảnh hưởng của bão Kongrei tới Đài Loan, Trung Quốc nhiều nhất trong ngày 31 tháng 10 và mùng 1 tháng 11, với dự kiến mưa lớn tới, rất lớn xảy ra ở các vùng phía Bắc, phía Đông và phía Nam của hòn đảo và các khu vực miền núi ở miền trung hòn đảo. Tuy nhiên, trong bản dự báo bão lúc 17h36 ngày 28 tháng 10, CWA lưu ý, cơn bão gần Biển Đông này có thể không đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc vì vẫn còn nhiều biến số trong dự báo về đường đi của cơn bão trước ngày mùng 1 tháng 11. CWA cho biết bão Kongrei có thể chuyển hướng về phía bắc ngoài khơi bờ biển Đông Bắc Đài Loan hoặc di chuyển qua eo biển Ba Sĩ nằm giữa quần đảo Đài Loan, Trung Quốc và Philippines, đồng thời nối liền biển Philippines và Biển Đông. Thông tin mới về đợt mưa rất lớn ở miền Trung. Vào 4 giờ sáng nay, trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, sóng lớn và mưa dông trên biển tiếp theo. Do ảnh hưởng của bão Trà My, ngày và đêm ngày 27 tháng 10, khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 27 tháng 10 đến 4 giờ ngày 28 tháng 10 phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm. Dự báo từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra mưa cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ ở khu vực này gây ngập úng. Ngày và đêm 30 tháng 10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua nên nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Tại các tỉnh miền Bắc hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Trong một diễn biến khác, dự báo bão Kongrei tăng cấp chóng mặt có thể thành siêu bão. Tin bão mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines PAGASA công bố lúc 11 giờ ngày 27 tháng 10 cho hay, bão Kongrei, tên địa phương là Leon, đang tiếp tục di chuyển về phía tây trên biển Philippines. Tâm bão Kongrei đang cách trung tâm Luzon, Philippines 1.075 km về phía đông. Cơn bão mới nhất hình thành gần Biển Đông, nối đuôi bão Trà My, đang di chuyển với tốc độ 30 km/h, với sức gió duy trì mạnh nhất là 65 km/h gần tâm bão và gió giật lên tới 80 km/h. Các nhà dự báo bão của PAGASA nhận định bão Kongrei sẽ di chuyển về phía tây trong ngày hôm nay, 27 tháng 10, trước khi chuyển tây bắc từ ngày 28 đến 29 tháng 10 và sau đó chuyển hướng tây tây bắc ngày 30 và 31 tháng 10. Theo dự báo đường đi, bão Kongrei vẫn cách xa đất liền Philippines và có thể áp sát và đổ bộ vào khu vực phía tây nam quần đảo Ryukyu, Nhật Bản. Tuy nhiên, PAGASA cảnh báo, cơn bão mới nhất ngay sau bão Trà My
cũng có thể dịch chuyển xa hơn nữa về phía Tây, đặc biệt là trong ngày 31 tháng 10 và mùng 1 tháng 11. Dự báo bão Conway mạnh dần trong 24 giờ tới, đạt cấp bão nhiệt đới nghiêm trọng vào ngày 28 tháng 10 và cấp bão cuồng phong vào ngày 29 tháng 10. Các nhà dự báo bão của Pagasa lưu ý bão Conway có thể tăng cấp chóng vánh. Rapid Intensification, thuật ngữ Rapid Intensification được dùng khi sức gió duy trì tối đa của một cơn bão tăng ít nhất 30 hải lý, khoảng 56 km/h trong khoảng thời gian 24 giờ.